Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Ngày hôm nay đến với các bác đó chính là chiếc Toyota Hilux phiên bản một cầu máy dầu số tự động sản xuất 2021 các bác nhé, và chạy zin 54.000 km. Một chiếc xe mà phải nói là không có gì để hỏng cả, và một chiếc xe còn nguyên bản như vừa rước hãng luôn, cũng được bác chủ rất là giữ gìn và không nâng cấp bất kỳ một cái trang thiết bị nào. Và chiếc xe này hiện tại đang được Hà Thành Ca Happy Car chào bán với mức giá là 640 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thêm được các bác nhá. Đây, ngày hôm nay em sẽ review chi tiết chiếc xe này cho các bác. Chiếc xe này thì hiện trạng vẫn là trang bị đèn halogen này, hay là vẫn có thêm cảm biến góc trước và 4 cảm biến góc sau. Một điểm sáng đó chính là đèn gầm dạng LED. Chiếc xe này có màu ngoại thất là màu bạc và màu nội thất bên trong là màu đen. Điểm yếu duy nhất của mẫu sản phẩm Toyota Hilux ở thị trường Việt Nam đó chính là mức giá niêm yết vẫn còn tương đối cao so với những dòng sản phẩm cùng phân khúc. Tuy nhiên chúng ta lại đổi lại đó chính là cái giá trị sử dụng, một chiếc xe rất là bền bỉ, tiết kiệm và công năng sử dụng rất là tốt. Và tại thị trường Việt Nam thì Hilux chưa có bất kỳ một cái lỗi nào liên quan đến vận hành các bác nhé. Chúng ta la phía thân xe thì thấy được đây là một trong những chiếc xe mà có thiết kế tương đối là thể thao, thông qua một cặp mâm này lên tới 17 inch và một dàn lốp nguyên bản theo xe. Bác chủ thì chưa trang bị thùng xe cho chiếc xe này. Tuy nhiên chúng ta vẫn có được một cái thùng nguyên bản cũng rất là rộng rãi, và được bác chủ cũng lót một cái miếng xốp rất là dày rồi, đảm bảo cho thấy được bác chủ rất là yêu chiếc xe này. Và điều đặc biệt, khả năng chuyên chở của chiếc xe này lên tới hơn 1 tấn các bác nhá. Khối lượng tải trọng cho phép là 650 kg, theo đúng với tải trọng trên đăng ký xe đăng kiểm. Tuy nhiên bác chủ có thể chở lên tới hơn 1 tấn so với những chiếc xe trong phân khúc thì chiếc xe này phải nói là trâu cày các bác ạ. Phía đuôi xe chúng ta vẫn có cản thép này, hay là được trang bị 4 cảm biến phía sau, và một cái thiết kế cũng tương đối là giản đơn bởi vì hai cụm đèn đều là halogen, và đồ thay thế đối với Hilux thì rất là rẻ thôi các bác ạ. Cùng em Mỹ khám phá bên trong khoang nội thất của chiếc xe sau khoảng hơn 3 năm sử dụng nhá. Và trong khoang nội thất của chiếc xe thì các bác có thấy được sự giản đơn trên Hilux không ạ? Một chiếc xe phải nói là vẫn còn cái độ nguyên bản, đó chính là cái ghế nỉ nguyên bản này. Tuy nhiên điểm mạnh lại rất ôm form và ngồi rất là sướng luôn các bạn. Hai cái tai ghế bên hông này ngồi rất là thoải mái luôn, rộng rãi. Đây, em sẽ đóng cửa vào cho các bác nhá. Và một cái vô lăng 3 chấu có tích hợp cruise control này, đèn auto rồi các bác nhá. Cái sự mạnh mẽ trên chiếc xe này đó chính là khối động cơ 2.4 lít kèm theo đó là hộp số tự động 6 cấp và hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode, giúp các bác khi mà chở nặng này, tải nặng thì có thể dùng Power Mode này, và hay là khi đi trong phố mà không tải thì các bác có thể dùng Eco Mode nhá. Cực kỳ là tiện lợi cho các bác luôn. Và một cái màn hình nguyên bản theo xe, màn hình Pioneer. Và hiện tại đối với dòng sản phẩm Hilux 2024 sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 dầu thì chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ rơi vào khoảng 770 triệu và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ rơi vào khoảng 760 triệu các bác nhé. Và mua chiếc xe này tại Hà Thành Ca thì các bác sẽ tiết kiệm đâu đó khoảng 150 triệu nhé. Các bác mà có nhu cầu thì cứ liên hệ em để xem xe cũng như là thương lượng thêm về mức giá cả. Đối với điều hòa của Toyota thì phải nói là cực kỳ là mát sâu luôn. Và điều hòa vẫn là điều hòa chỉnh cơ. Thêm một chi tiết nữa là không có gì để hỏng. Chiếc xe này thì cũng không phải nói quá nhiều, bởi tại thị trường Đông Nam Á, đây là một trong những mẫu bán tải mà bán chạy nhất tại thị trường Đông Nam Á. Về giá trị sử dụng thì Hilux luôn là một trong những chiếc xe đem lại cho người tiêu dùng cái sự yên tâm khi sử dụng một sản phẩm đến từ Nhật Bản các bác ạ. Khi em ngồi rất thoải mái ở hàng ghế trước nhá. Đây, một chiếc xe mà em ngồi rất thoải mái này, em sẽ ra hàng ghế phía sau để xem được chiếc xe này có rộng rãi không nhá. Ra hàng ghế phía sau thì chúng ta cũng thấy được sự rộng rãi ở trên chiếc xe này nhá. Có bệ tì tay trung tâm này, đó. Khi mà đi 4 người thì các bác ngồi rất rộng rãi luôn. Điều đặc biệt trên chiếc xe này là so với những đối thủ cùng phân khúc là chiếc ghế đệm của chiếc xe này có độ ngả cao hơn, giúp nâng cái đầu gối lên và đi những chuyến hành trình dài thì các bác sẽ không bị mệt mỏi nhá. Khoảng sáng trần đâu đó khoảng còn 12 phân và khoảng sáng phía trước đâu đó còn khoảng 20 phân nữa các bạn ạ. Thoải mái luôn. Đó, chúng ta ngồi phía sau này, rất là rộng rãi. Và đó là bài review chi tiết đối với sản phẩm của Toyota Hilux, mà từ nãy đến giờ em cũng chẳng biết là em nói những cái gì nữa cả các bác ạ.
bởi vì cũng không có tính năng gì quá hiện đại cả. Tuy nhiên cái giá trị sử dụng của Hilux này thì rất là lớn các bác nhá. Hiện tại Hà Thành Ca đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 640 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thêm được các bác nhá. Tiết kiệm so với xe mới khoảng 140 triệu đến 150 triệu. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ em để chốt đơn nha. Xem xe trực tiếp tại 279 Phạm Văn Đồng. Cảm ơn mọi người và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.